chị bán ngô. Ngô rồi chị đi mua ngô chị đi. Cho em mới bắp được đấy. Em để đi à. Ừ, em để. Bán muối bắp 1.000 nhá. Thế cho em 30.000. Ừ, em chọn đi. Ngon lắm. Chị lấy mấy bắp này. Đi đi.
Cho mẹ nhá, mẹ luộc ngô cho em nhá, luộc ngô mình ăn tạm ngô nhá. Họ đi mua thịt, tiền bán ngô họ cướp hết rồi, em qua dọc đường mẹ cướp hết rồi. Nào, nào, nghe mẹ đi.
tiền rồi còn bị cướp. Mẹ cần mẹ ăn tạm trước nhé, mẹ mua thịt cho con nhé, mua gạo mua thịt cho con nhé, mẹ ăn tạm ngô nhé. Lấy việc, lấy việc, lấy tiền em, kéo.